Thầy không có bạt hả? Bạt của thầy đâu hết rồi?
Ủa rồi ướt hết rồi các bác ạ. Không dám ở lại đây nữa các bác. Tại vì thầy cũng đang thỏa thực đây này. Ấy chà. Đó, bên này là ta là đang có các phật tử đang đảnh lễ các bác ạ. Đi chợ viên nước thang Rất là nhiều không ngất một tí nào cả các bác, nhưng mà thầy vẫn ngồi thiền ở trên mặt thân gạch đá. Và theo cháu được thấy là bây giờ là mưa, là nước mưa đang ngấm hết vào chỗ thầy ngồi ấy các bác ạ. Đây các Phật tử là không ngừng ngại mua thứ khống chế.
cơm cũng không thể kịp được. Hôm nay là thầy viện học kịp xong, bên mưa là một chút xuống.